Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Với vị chapter 1053 trước đó là một chapter bùng nổ với rất nhiều thông tin chấn động, thì chapter tiếp theo 1054 phải là một chapter bùng nổ hơn thế nữa. Những thông tin liên quan đến chapter này đều được tôi cập nhật từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây. Và theo những thông tin mới nhất thì spoiler One Piece chapter 1054 sẽ được xuất bản vào ngày 16 hoặc ngày 18 tháng 7 sắp tới. Và những thông tin chi tiết cũng như bản chính thức của chapter này sẽ được xuất bản vào ngày 22 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 7, tức đúng ngày kỷ niệm 25 năm ngày bộ truyện tranh One Piece chính thức ra đời. Quay trở lại với chương mục rồi đấy, spoiler thông tin nhanh chapter mới. Chapter 1054 sẽ là một chapter vô cùng hấp dẫn với những thông tin liên quan đến băng mũ rơm. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Hãy cùng mình đến với thông tin đồ rỉ của spoiler One Piece chapter 1054 sắp tới đầy thú vị này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên mình xin nói rằng đây chưa phải là một thông tin chính thức, mà đây là một thông tin đồ rỉ đến từ chính những biên tập viên của chapter 1054. Vậy cho nên đối với cá nhân tôi, những thông tin này là hoàn toàn có cơ sở. Để trước khi đến với những thông tin nhanh của spoiler One Piece chapter 1054 chính thức được công bố vào ngày 16 hoặc ngày 18 tháng 7 sắp tới. Vậy cho nên anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Theo những thông tin đầu rẫy đến từ các biên tập viên của chapter này thì đây là một chapter mở đầu cho chuyến hành trình đến hòn đảo cuối cùng của băng hải tặc mũ rơm. Những biên tập viên của chapter này đã nói rằng băng hải tặc mũ rơm đang tỏ ra vô cùng phấn khích để hướng đến một hòn đảo mới. Với việc đưa ra thông tin này thì dường như ác Wano đã thật sự kết thúc, và tôi thật sự bất ngờ với thông tin này. Bởi hiện tại ở Wano vẫn còn đang rất nhiều chi tiết mà Oda chưa làm sáng tỏ. Ví dụ như số phận của Thú Hoàng Big Mom, vũ khí của Đại Blue Tone đang thật sự ở đâu tại Wano, Yamato có được gia nhập băng hải tặc mũ rơm hay không, đô đốc màu xanh Aramaki có chạm trán với liên minh Luffy hay không, và cuối cùng là có hay không việc công bố tiền truy nã của băng hải tặc mũ rơm. Có quá nhiều thứ Oda cần phải giải đáp và làm sáng tỏ. Rất có thể hình ảnh băng hải tặc mũ rơm phấn khích đến hòn đảo tiếp theo sẽ xuất hiện ở cuối chapter 1054. Ngoài ra, với việc đưa ra rò rỉ về hòn đảo tiếp theo mà băng mũ rơm sẽ đến sau khi Ác Wano kết thúc, thì theo các bạn là hòn đảo tiếp theo nào? Và dường như Oda đã đưa ra gợi ý về hòn đảo đó cách đây không lâu. Cụ thể là trong tạp chí Booklet V1 vừa được phát hành, tiết lộ nơi các giáo phiến đá đỏ Rock Body Glitch cuối cùng nằm trên một hòn đảo mà băng hải tặc mũ rơm chưa bao giờ đặt chân đến. Và đã có 3 hòn đảo được đề cử xuất hiện. Đầu tiên đó là Elbaf, xứ sở của những người khổng lồ. Tiếp theo là thành phố Vera, và cuối cùng là hòn đảo Hachinosu, căn cứ của băng hải tặc Rau Đen và cũng từng là lãnh địa của băng hải tặc Rock huyền thoại. Đã có rất nhiều dự đoán được đưa ra về điểm đến tiếp theo của băng hải tặc mũ rơm, và theo quan điểm của riêng cá nhân tôi thì lại cho rằng rất có thể đó là Elbaf, bởi khái niệm người khổng lồ đã được nhắc đến từ rất lâu trước đó. Ngoài ra, theo tôi, Elbaf cũng chính là nơi tỏa sáng của Thánh Usopp, thành viên trong băng hải tặc mũ rơm. Bởi tại Ác Wano này, vai trò và sức mạnh của Usopp không được thể hiện nhiều như những thành viên khác trong băng hải tặc mũ rơm. Trên đây là một thông tin đầu rẫy không chính thức của spoiler One Piece chapter 1054 đến từ chính những biên tập viên của chapter này. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.